Xin chào cả nhà, hôm nay quay lại với cái kênh Nhạc Cảnh Đẹp. Nhạc Cảnh Đẹp nhớ tới mọi người và hôm nay chia sẻ một video mới lạ mà rất hay. Lời đầu tiên Nhạc Cảnh Đẹp cũng chúc cả nhà toàn ra cát tường vạn sự như ý. Video hôm nay với nội dung Nhạc Cảnh Đẹp chia sẻ với mọi người là quạt trần này là để gắn vào la phong thả. Đây cả nhà nhìn xem nhá, cả nhà nhìn lên màn hình và xem chiếc quạt trần vào la phong thả. Đây cả nhà nhìn xem nhá, cả nhà nhìn lên màn hình và xem chiếc quạt trần. Chiếc quạt trần này phiên bản mới nhất hiện nay, vừa đẹp vừa tiện ích, gọi là đa năng luôn. Đấy, cả nhà nhìn thấy có đẹp không? Đấy, nhà cảnh đẹp cho cả nhà cùng biết. Chiếc quạt trần này để dùng cho ở cái nhà mà la phong thả đấy. Đấy, cả nhà nhìn xem nhá. Chiều rộng 60 vuông. Đấy, có đèn rất hay. Đây là phiên bản mới nhất này. Đây cả nhà nhìn nhá, để ý này, nhà cảnh đẹp cho nó chạy kể cả nhà xem nhá, chạy thử xem này. Đây là nó có đầu mót nhá, đầu mót khi ta để lên trần nhà thì ta chỉ có dùng lên bằng đầu mót để ta bật để cho quạt chạy. Cái nút đỏ này là nút tắt mở. Cả nhà nhìn nhá, bây giờ để nhạc cảnh đẹp sẽ mở cả nhà coi. Đấy, quạt hiện nay là đang chạy đấy. Cả nhà nhìn thấy quạt chạy chưa? Rất mạnh, gió thổi cả vào điện thoại. Cả nhà thấy có mát không? Quá mát. Còn cái nút nhấn này là bằng nút nhấn đèn ánh sáng. Cả nhà nhìn nhá, nhạc cảnh đẹp sẽ nhấn để cho nó sáng đèn. Đấy, đèn sáng rồi đấy. Tắt này. Đấy, đèn sáng rồi đấy. Thế còn một cái nút ở đây, nút này này, nút từ trên dưới là thứ ba, là nút để cho quay cái cánh lồng ở bên ngoài, cánh đảo chiều gió. Cả nhà nhìn nhá. Đấy, khi nhấn vào cái nút này thì nó sẽ đảo, nó có cái cánh đảo chiều gió ở bên ngoài. Đây, cả nhà nhìn nhá, thấy có hay không, tiện dụng không? Rất đẹp, phiên bản mới nhất hiện nay. Thế còn cái thứ tư là cái này là quay để quạt, quay mạnh nè. Đấy. Cái thứ năm là quay vừa nè. Đấy, tốc độ cánh quạt quay vừa phải. Vừa phải này, gọi là vừa mát. Còn cái này quay chậm hơn này. Đấy, cái này là mức độ thông thoảng của gió. Đây là đầu mót nhá, đây là đầu mót quạt trần la phong thả, có đầu mót điều khiển vào hòa, phiên bản mới nhất. Cả nhà nhìn thấy có đẹp không? Nhà cảnh đẹp tắt đèn đi một cái nữa nhá. Đấy, đèn tắt rồi. Đấy, lại mở đèn tiếp nhá. Cả nhà nhìn thấy hay không? Phiên bản mới nhá. Đây là quạt trần la phong thả, dùng cho la phong thả. Chiều rộng là vuông 60. Có đầu ngón điều khiển vào hoa. Nút đỏ là nút tắt. Đấy,
khi ta mở lên ta nhấn vào nút đỏ cũng mở đấy. Nút này là nút ánh sáng đèn đấy, đèn sáng đấy. Cả nhà thấy hay thì cứ mạnh tay để like cho Nhà Cảnh Đẹp một cái, chia sẻ, đăng ký và nhớ nhấn vào cái chuông kêu để Nhà Cảnh Đẹp ra những video tiếp theo cả nhà cùng biết. Cả nhà thấy hay không, tuyệt vời không? Đây là cái quạt trần để sử dụng cho la không thả. Nếu các cả nhà ai có la không trần, la không thả thì dùng cái quạt này là tuyệt vời đấy. Đèn một lần nữa nhá. Đấy, hay chưa? Mở lại một lần nữa nhá. Đấy, quá tuyệt vời. Nó có 3 tốc độ, tốc độ nhỏ nhất và tốc độ vừa và tốc độ lớn. Đấy, có đèn sáng. Thôi đến đây cũng hết video. Nhà Cảnh Đẹp cũng chúc cả nhà toàn ra các tường vạn sự như ý. Cả nhà thấy hay thì cứ mạnh tay like cho Nhà Cảnh Đẹp một cái, chia sẻ và nhớ nhấn vào cái chuông kêu để Nhà Cảnh Đẹp ra tiếp những video hay để nhà cùng biết.